Ngọc Mai tiết lộ sẽ không gồng mình để chửi bới anti-fan, các bạn rất yếu ớt và cô đơn. Ngọc Mai cho biết anti-fan rất đau khổ, yếu ớt và cô đơn. Cuộc sống của Ngọc Mai, Quốc Nghiệp được công chúng quan tâm nhiều hơn khi nữ ca sĩ ghi dấu ấn tại một chương trình. Mới đây nhất, trên các diễn đàn mạng xã hội đang lan truyền loạt khoảnh khắc được cho là nhân vật chính là Ngọc Mai trong đám cưới với chồng cũ khiến dư luận xôn xao. Kể từ đây, trên các diễn đàn mạng xã hội các group anti Ngọc Mai mọc lên như nấm. Trước đó trong một talk show, Ngọc Mai từng chia sẻ thẳng thắn bản thân cô sẽ không chửi bới anti fan. Nữ ca sĩ bộc bạch, nếu như tôi gồng mình lên chửi bới những bạn anti fan hay chửi bới những bạn không tốt với tôi sẽ không làm như thế. Tôi biết các bạn quá đau khổ. Thực ra các bạn rất yếu ớt và cô đơn, chỉ dám nói khi mình giấu mặt. Tôi đã 20 năm chuyên nghiệp làm nghề rất chuyên chính nhưng vẫn bị nói lên, nói xuống huống gì là những học trò của mình còn non nớt. Tôi rất thương, thấu cảm được những cảm xúc của các bạn và hiểu được các bạn có những áp lực gì. Mình có nổi tiếng hay không nổi tiếng thì những sóng gió vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời này. Tôi đi thi vì truyền cảm hứng cho học trò. Mình phải trải qua con đường như thế này thì lời nói của mình mới có giá trị. Sự trải nghiệm này tôi thấy cực thú vị, những lời chê trách, những bạn có thể yêu thương hay không yêu thương tôi đều biết ơn. Tôi nhận diện được, thấy được họ thế nào. Và tôi phân khúc được họ có những tổn thương gì, vì sao họ lại buông ra những lời chua chát như vậy. Tôi không chỉ học về thanh nhạc mà còn học rất nhiều về tâm lý của con người, học rất nhiều quy tắc trong cuộc sống này. Quy tắc của những thứ mà chúng ta không nhìn thấy. Ca sĩ Ngọc Mai cho biết, anti-fan thực chất rất đau khổ, yếu ớt và cô đơn. Chính vì thế, cô không gồng mình chửi bới những người không yêu thương mình. Trước những thị phi, Ngọc Mai thường chọn cách im lặng,